Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh này nha. Đằng đây thì mình thích màu xanh.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau nha. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.